chào Nhung. Chào em. À, mình là bác sĩ Đức, mình bác sĩ điều trị cho bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi khám và tư vấn cho bạn nhé. Bây giờ anh sẽ khám đánh giá thiếu máu cho em trước nhé. Em nước mắt lên trên hay sao ạ? Rồi. À, da niêm mạc của em rất là hồng hào, nhưng không biểu hiện thiếu máu, rất tốt nhé. À, Nhung cảm ơn Nhung kéo áo lên để anh khám về bụng, kiểm tra co hồi tử cung, kiểm tra về vết mổ cho Nhung. Em đánh hơi rồi đúng không? Ừ. Cái bụng của em hết sức là mềm mại, tử cung co hồi tốt nhé. Rồi. À, thế vậy là anh xin phép và tư vấn cho Nhung về một cái biện pháp, đấy là dùng công nghệ plasma. Công nghệ plasma lạnh là một công nghệ mà hiện đại và tiên tiến, được ứng dụng trong ngành y học thời gian gần đây. Và bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong bệnh viện đi đầu ở miền Bắc là sử dụng công nghệ plasma lạnh. Thì công nghệ plasma lạnh thì có tác dụng hỗ trợ trong hỗ trợ điều trị, đặc biệt là với những trường hợp như của em ấy, với các cái công dụng thứ nhất là giúp mà khử khuẩn này, làm sạch vết thương. Cái thứ hai đó là giúp kích thích các tế bào da để làm liền sẹo nhanh hơn. Cái thứ ba đó là công nghệ plasma lạnh thì giúp cho làm nhanh chóng liền vết thương, giảm về sẹo xấu. Và cái thứ tư nữa là nó sẽ giúp giảm phù nề này, giảm viêm, chống viêm cũng như là chống về vấn đề nhiễm trùng. Đặc biệt là công nghệ plasma lạnh thì không có tác dụng phụ. Đấy là những ưu điểm thì em cân nhắc để mình có thể sử dụng. Mà chị em phụ nữ thì cái vấn đề là liền sẹo để ít phải sẹo xấu là vô cùng quan trọng nhá. Thế nên là nếu mà em có nhu cầu thì em có thể đăng ký trao đổi lại trực tiếp với anh sẽ báo để cho các bạn sẽ thực hiện cho em nhá. Còn nếu không nữa thì em có thể cân nhắc vào sau một chút em ra phòng chính thì em sẽ đăng ký với bên khoa. Ok, thế quan điểm của Nhung như thế nào? Sau khi nghe anh tư vấn về cái lợi ích của trực tiếp đã qua thì em cũng rất muốn và thực hiện cho em luôn. À thế à? Rồi, thế thì bây giờ anh chỉ là người tư vấn và khám và sẽ có các bạn sẽ chuyên và sẽ thực hiện cho em nhé. Xin chào Nhung, chị là điều dưỡng thống nhất, chị phụ trách buồng 32 này. Vừa xong thì được bác sĩ tư vấn là chạy tiêu plasma lạnh, thì hôm nay chị sẽ thay băng vết mổ cho em và chị sẽ chiếu cái vết mổ lên vết mổ cho em để cho em sẽ giảm đau hơn và cái vết mổ của em nó sẽ nhanh liền hơn và khô nhanh hơn nhé. Em mang thoải mái chị sẽ làm cho em nhé. Thì vết mổ của em là sạch rồi em nhé. Nhung có thể là ăn uống là nhé, em có thể là ăn những gì mà mình em thích nhé, và không phải là em cứ cố gắng mà nếu mà ăn cái gì em thích em cứ ăn, như là thịt này thịt bò thì biết em vẫn ăn được bình thường nhé. Không phải nhiều người cứ sợ là vết sẹo thân rồi mọi người không dám ăn thịt bò nữa nhé. Cứ ăn và ăn ngủ nghỉ, em quan trọng nhất là em phải ngủ nghỉ tốt thì em sẽ có nhiều sữa nó sẽ về nhé. Nhưng có sữa về chưa? Chưa có. Ừ, chưa có sữa. Em cứ uống ăn rồi ăn đầy đủ chất rồi xong rồi em có thể là uống nhiều nước thêm nhé. Chị chiếu cái vết mổ này cho Nhung này thì nó sẽ xe nhanh cho Nhung cái vết mổ luôn nhé. Em vừa chạy xong plasma. Vâng ạ. Mổ hôm qua đúng không? Vâng. Hôm nay là ngày thứ nhất. Chị nói qua một chút về cái công nghệ plasma này là một cái ứng dụng rất mới ở trong y học. Và em là một con số may mắn vì viện chị đang ứng dụng thử nghiệm chạy demo tại khoa chị. Đấy thì em cảm thấy thế nào giữa trước và sau khi chạy? Em sau khi chạy plasma thì em thấy nó dễ chịu và cái vết khâu nó đỡ đau hơn. Chào chị Tuyết, mình là bác sĩ Đức, bác sĩ điều trị. Hôm nay thì mình sẽ thăm khám và tư vấn cho chị nhé. Chị là đẻ thường đúng không? Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Mình sẽ khám cho Tuyết một chút nhé. Một chút là Tuyết khám kiểm tra lên mặt mắt nhé. Ok. Tuyết co hồi rất là tốt nhé.
mình sẽ kiểm tra lại vết khâu dung tiết một chút nhé. Rồi, vết khâu từ chuyên môn hôm nay của em khá là tương đối là khô và liền tốt nhé. Em cảm giác cũng đau hơn nhiều rồi đúng không? Rồi, cảm ơn Tuyết. Chị xin chào em. Chị là điều dưỡng thống nhất, hôm nay chị phụ trách buồng 32 và hôm nay chị được bác sĩ Đức là nói là em sẽ được chiếu từ bác mang đồng ra. Thì hôm nay chị sẽ chiếu cho em nhé. Em nằm thoải mái cho chị ra nhé. Em sinh ngày này lần mấy rồi em nhỉ? Hồng tư à, lần này em có định dùng biện pháp tránh thai gì không? Em sang ngày chị là tổng. Như vậy là sau hôm nay là em chiếu tia lần này lần thứ 3 rồi đúng không? Như vậy sau 3 hôm chiếu tia thì cái cảm nhận của em so với ngày đầu tiên thì như thế nào rồi? Thưa anh là sau 3 lần mà chiếu cái tia plasma ấy thì em cảm thấy là nó thoải mái hơn và đi lại cũng dễ dàng hơn và cái vết khâu thì nó không đỡ đau nhiều. Đi vệ sinh thì nó không cảm giác là bị sốt hay là bị cảm giác. Xin chào các bạn, tôi là điều dưỡng thắm của khoa 3 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tôi được phân công thực hiện quy trình chiếu tia plasma lạnh cho các sản phụ tại khoa 3. Và qua quá trình thực hiện kỹ thuật này, tôi nhận thấy đây là một quá trình rất có hiệu quả đối với các vết thương như là tầng sinh môn cũng như vết mổ đẻ. Và qua quá trình thực hiện thì tôi được phản hồi của các sản phụ tại khoa là rất hài lòng về quy trình chiếu tia plasma lạnh, như là nó sẽ làm giảm đau vết thương nhanh hơn và vận động bệnh nhân vận động sớm hơn và vết thương thấy khô nhanh hơn và nhanh liền sẹo tốt hơn. Tôi xin cảm ơn các bạn.